Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, luật sư Thu sẽ tặng quý vị và các bạn một cái nội dung nó mang tính chất phân tích nhiều hơn, là di chúc đồng sử dụng, đồng sở hữu. Sáng nay có một chú đặt chú tư vấn như thế này. Chú bảo rằng là cái tình trạng hồ sơ chú là như thế này. Khi mà ba chết thì mẹ và các anh chị em khai nhận di sản thừa kế. Và khi khai nhận di sản thừa kế thì bốn người đứng tên trên cái giấy đồng sử dụng, đồng sử dụng đúng rồi, giấy đất, cho nên gọi là đồng sử dụng. Thì trên nguyên tắc thỏa thuận là như thế này quý vị và các bạn. Thôi bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ cơ bản để quý vị và các bạn dễ phân biệt. Tức là nhà ông bà này có 5 người con. Thì khi 5 người con như vậy thì ông chết, thì bà và các con tiến hành khai nhận di sản thừa kế. Và đúng ra trên tinh thần khai nhận di sản thừa kế thì nó có nhiều cái cách mà do các anh chị em trong nhà tự thỏa thuận. Tuy nhiên là gia đình họ sẽ thỏa thuận như thế này: nhà thì có 5 anh chị em, tuy nhiên rằng để cho 3 người đứng tên cùng với mẹ. Như vậy trong cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là có 4 người, 4 người đồng sử dụng. Tuy nhiên là vẫn ngầm hiểu rằng là phần của mẹ là một nửa di sản thừa kế, là vì đó là tài sản chung vợ chồng của bà và ông. Một nửa của, sau khi mà ông chết thì một nửa là vẫn là của bà, một nửa còn lại sẽ chia cho 5 người con và bà nữa, là 6 người. Vậy 1/2 tài sản của ông sẽ được chia cho, đố quý vị mấy? Cho 1/6, chia 6 người, 5 người con và người vợ nữa, tổng cộng là 6 người. Vậy thì mỗi người bằng 1/2, 1/12 di sản, mỗi người con bằng 1/2 di sản. Tuy nhiên không biết là mấy anh chị em dịch vụ làm như thế nào, không biết ai làm giấy tờ, thì lại thỏa thuận là đứng tên đồng sử dụng. Không biết bỏ hai cái thành viên còn lại đi đâu, mà bây giờ chỉ còn lại ba người con đứng chung với mẹ. Khổ lắm luôn. Bây giờ mẹ yêu cầu là thực hiện cái việc tặng cho lại cho hai người không có tên, thì thưa ba người thì lại một người không đồng ý. Bây giờ khổ lắm. Về giấy tờ đồng sử dụng, đồng sở hữu, khi vay ngân hàng, khi mua bán, khi chuyển nhượng, khi cầm cố, khi tặng cho thì bắt buộc phải có ý kiến của tất cả những người đồng sử dụng, những người đồng sở hữu. Vậy nên mới có một cái câu chuyện không biết sao ạ. Thì bình thường thôi, nếu như trong trường hợp một người nào đó đứng tên đồng sử dụng thì đây là tài sản chung hợp nhất mà không có được phân chia theo phần. Ví dụ như bây giờ như thế này, như thế này thì nó sẽ lập di chúc được. Tôi có cái phần vốn góp trong một cái công ty là 25%. Ông A có phần vốn góp trong công ty là 10%. Thì nếu như trong trường hợp tôi chết đi thì cái phần mà tôi được, các hàng thừa kế của tôi được hưởng là 25%, các hàng thừa kế của ông A là 10%. Thì quý vị và các bạn biết rồi, nếu như trong trường hợp tổng cái số vốn theo điều lệ, vốn theo pháp định là 1 tỷ thì 25% dễ tính lắm. Nếu như trong trường hợp 1 tỷ thì 10% rất là dễ dàng. Tuy nhiên đây là quyền sử dụng đất, khổ lắm, nó không thể tính theo cái mức độ và gọi là chia theo bình thường được. Cho nên cái vị khách hàng đó ra tôi và bảo rằng là mẹ thì được một nửa rồi, thì đúng ra là bây giờ mẹ sẽ làm cái tặng cho lại cho hai người còn lại. Tuy nhiên là không được, vì ba anh em mà chỉ có một ông đồng ý ra ký tặng cho, tức là tặng cái phần mà không phải của ổng đâu. Tại vì nói trong một chừng mực về mặt giấy tờ,
thì ba ông này mỗi ông trên nhà đã có cái căn nhà rồi, đã xác định được lại bề ngang bao nhiêu, bề dài bấy nhiêu rồi. Vùng quê mà quý vị, giấy tờ còn rất là rườm rà, còn rất là phức tạp. Như vậy trong trường hợp này rất khó để mà tập hợp lại, chia. Thì bây giờ bà bảo rằng là hai người con còn lại thì sẽ được một nửa khối tài sản của bà. Nhưng mà hai anh này nó không có chịu được. Nhìn vào mắt thường thì chúng ta biết rồi, đồng sử dụng, đồng sở hữu mà không có, không có gì quý vị, không có cái xác định theo phần. Đồng sử dụng của công ty là 100%, tôi là 25%, ông A là 10%, ông B là 10%, phần còn lại của ông C. Thì khi mà chia, khi mà lập di chúc, cái phần cổ phần đó, phần gom vốn, vốn góp đó, thì nó dễ rồi. Còn đây là quyền sử dụng đất, trên tinh thần là bà và ba người con mỗi người 25%. Và như vậy bà chỉ được 25% mà bà lại định đoạt hơn một nửa cái tài sản. Nhiều khê rồi đây. Thưa quý vị và các bạn, thực sự thì trong cái quá trình làm hồ sơ, trong quá trình làm cái tiến hành cái thủ tục nhận phân chia di sản, mặc dù các bên không có sự tranh chấp, tuy nhiên chúng ta cũng phải để ý rằng trong bất cứ một cái trường hợp nào chúng ta phải thật thận trọng. Tại vì hôm nay lời tư vấn của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng hệ lụy tới những cái phần kế tiếp. Tôi nhớ có một cái hồ sơ tôi nhận làm mà tôi cũng không biết mình phải làm hướng nào. Bố thì vừa mới chết vào khoảng năm 2000 thôi. Tuy nhiên anh dịch vụ anh lại đẩy cái tiến trình nó xa hơn, là anh làm là tài sản chung vợ chồng, mà trên nguyên tắc tài sản chung vợ chồng thì mẹ được một nửa, ba được một nửa. Tuy nhiên là anh dịch vụ anh làm sai lệch hồ sơ bằng cách là anh đã đẩy cái ông bố chết trước vào thời điểm đó, trước thời điểm lập giấy luôn. Và dẫn đến một cái hệ lụy là bà được định đoạt toàn bộ cái phần đất này. Mà khi định đoạt toàn bộ thì cái phần của bà được nhiều hơn, ảnh hưởng tới các đồng thừa kế khác. Thưa quý vị và các bạn, trong cái nghề làm mà nghề luật sư của tôi vẫn tôn trọng sự thật khách quan. Có rất là nhiều người bảo rằng là mặc dù gia đình có 10 người, tuy nhiên là lấy chừng 6 người thôi. Tại vì cái việc bổ sung các tình tiết nó làm cho phức tạp thêm. Tuy nhiên rằng là vì nghề chọn lấy tôi, cho nên tôi đã khuyên khách hàng nên tất cả những cái điều đó nên thật đầy đủ để chứng cứ, để khi mình có thắng một vụ kiện mình cũng ngẩng cao đầu, nếu như trong trường hợp mình có đầy đủ. Như vậy chỉ cần một cái tình tiết bỏ sót hàng thừa kế, thiếu người tham gia tố tụng là cái hồ sơ nó bị hủy một cách rất là oan uổng. Thưa quý vị và các bạn, mong muốn của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ lan tỏa đến cho mọi người. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu hỏi thì hãy liên hệ với văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc theo cái địa chỉ 126 tỉnh lộ 8, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi. Tôi sẽ thông qua cái điện thoại, mà không phải điện thoại đâu, Messenger vẫn được, Zalo vẫn được, tất cả mọi thứ đều được, miễn phí có phí đều được. Chỉ có thấy là cái duyên của tôi có gặp với quý vị và các bạn hay không. Số điện thoại của tôi là 0903 392 861. Tôi xin chân thành cảm ơn.